nè các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về hai cái thói quen rất xấu mà các bạn nên bỏ nếu muốn theo nghề lập trình. Thói quen thứ nhất chính là chuyện ngồi chờ sung rụng và không có tự giác trong bất cứ việc gì. Thì cái thói quen này mình rất là hay gặp ở các bạn sinh viên, nhất là những bạn năm nhất, năm hai. Các bạn thường hay hỏi mình ấy là: anh ơi, em muốn làm web, em muốn làm developer di động, nhưng mà trường em không có dạy môn này, không có dạy môn kia, chỉ dạy C, C cộng cộng, vân vân. Thì mình thường hay hỏi là nếu trường không dạy thì em không tự học. Thì trong ngành này mình nói rồi ấy, là kiến thức ấy nó là vô hạn, rất là bao la và không ai dạy các bạn cả. Nên nếu các bạn có gì cái thói quen ấy là ngồi chờ sung rụng, trường dạy gì mới học, thì các bạn sẽ không bao giờ tiến xa được trong ngành này. Thay vào đó ấy, là các bạn hãy chịu khó tự học. Thì tự học cũng không có gì quá phức tạp đâu, dễ lắm. Các bạn nào tiếng Anh giỏi thì lên các trang như là Pluralsight này, hoặc là Code Academy này học, hoặc là chỉ cần Google cái công nghệ mà mình muốn học, không mình muốn học là được. Trên mạng các trang nguyên rất là nhiều, và hầu như là tiếng Anh, thì cho tiếng Anh giỏi các bạn có thể thoải mái học và không cần phải chờ thầy cô dạy. Có những bạn mà tiếng Anh chưa tốt thì các bạn có thể ra trung tâm mà học, hoặc là tìm những cái sách tiếng Việt. Nhưng mà mình khuyên là các bạn không nên học sách tiếng Việt quá nhiều vì nó sẽ bị quen và bị lệ thuộc. Và cái điều mình ghét nhất đó là việc lệ thuộc, nên là các bạn có thể tự học. Và những công nghệ mà mới ấy, mà chưa có các khóa tiếng Anh luôn ấy, thì các bạn cứ lên trang của nó vào phần document và xem example, thế bạn có thể làm theo được thôi. Trong ngành này ấy, muốn tiến xa ấy, thì phải chịu khó tự học, tự đi một mình, và đừng chờ những người, đừng chờ thầy cô dạy, đừng chờ nhà trường dạy, mà hãy bắt tay vào học ngay đi. Mình thích thì mình học thôi, cần gì phải chờ giáo viên, cần gì phải chờ trường dạy, trường không vậy thì mình tự học, trường không vậy thì mình lên mạng mình học, thế thôi, đơn giản. Cái thói quen thứ hai là cái thói quen cả tin. Đây là một cái thói quen mình khuyên các bạn là cực kỳ không nên có. Thì cả tin tức là sao? Các bạn đừng nên quá tin những lời thầy cô nói, người ngoài nói, bố mẹ nói, mà hãy tự chịu khó tìm hiểu. Khi học cũng vậy, đừng nên tin sách vở nói mà hãy chịu khó kiểm chứng trước. Trong quá trình trò chuyện với một số bạn ấy thì mình thường nghe họ nói là thầy em dạy cái này cái kia, và khi mình chỉ họ thì họ kêu là thầy em nói cách này không đúng, cách kia không đúng. Mà khi mình hỏi rõ hơn là vì sao ấy, thì các bạn không trả lời được mà chỉ kêu là tại thầy em nói, vì cô em nói, vì sách ghi như vậy. Cái điều này là hoàn toàn sai nhé. Thầy cô cũng không phải là thánh, thầy cô không đúng hoàn toàn, và kiến thức của thầy cô có thể cũng đã lỗi thời, cũng đã không còn đúng nữa. Ví dụ như ngày xưa ấy, viết code phải code sao chạy càng nhanh càng tốt, bởi vì là ngày xưa máy rất là yếu nên là chương trình rất là optimize. Còn bây giờ thì ngược lại, máy đã mạnh hơn rồi, nhưng mà developer thì lương mắc, người ta phải viết code ra sao để mà cho nó dễ bảo trì. Các bạn mà có nghe mấy ông lều báo ấy, ông nói là làm ngành này ấy lương chục triệu ấy, thì cũng đừng có tin vội, mà hãy xem lại vlog của mình kỳ 2 để biết về lương của ngành lập trình này nhé. Tại sao ấy, trong ngành lập trình này không nên cả tin? Thì đơn giản thôi, tại vì trong ngành lập trình này ấy, kiến thức nó không có phải cố định mà nó thay đổi rất là nhiều. Và các bạn đọc thông tin trên mạng, các bạn không chịu kiểm chứng lại, các bạn sẽ rất là rối. Vì trang A nó quy là viết code như thế này, trang B viết code như thế kia, mà các bạn chỉ việc nghe mà không có tiểu tự suy nghĩ thì các bạn sẽ cảm thấy đầu hóa nhập ma, tại vì nó viết rất là mâu thuẫn nhau. Do vậy các bạn có thể học từ nhiều nguồn, học từ nhiều người, nhưng mà phải có cái cách nghĩ riêng của bản thân. Đấy, clip chém gió thì cũng hết rồi, thì mình chỉ có rút gọn chỉ có hai lời khuyên thôi. Lời khuyên thứ nhất ấy là đừng có ngồi chờ sung rụng, mà giờ phải tự học, tự tìm hiểu, và đừng chờ ai mang cái gì cho mình cả, hãy tự tìm tới cơ hội. Thứ hai ấy là đừng tin tưởng bố con thằng nào cả, đừng quá tin thầy cô, đừng quá tin cấp trên, đừng có tin lách vỡ nó nói, mà hãy tự tin, tự tìm hiểu, và cũng đừng tin thằng này đâu, vì thằng này cũng chém gió rất là nhiều. Thôi, tới đây chương trình cũng dài rồi, cảm ơn các bạn nhé. Bye bye các bạn, nhớ like và subscribe cho mình nha. Ý các bạn nữ này dễ thương lắm nè.